tham gia cộng đồng địa tạng Bồ Tát, kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, phần thân tập hội, phẩm thứ hai, hóa thông cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân địa tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trăm nghìn muôn ước bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới, đều đến hội họp tại cung trời đau lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chống nghiệp đảo mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ước Na-Dô- tha, đồng cầm hướng qua đến cúng dường Phật những chúng cùng đến với thân thân đó thải đều nhờ địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không cần thối chuyển những chúng đó thì kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong dòng sanh tử ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng đại bi lớn và thiện nguyện sâu dày của ngài địa tạng bồ tát nên tất cả được chứng được đạo quả đại chúng đó khi đến cung trời đau lợi lòng họ vui mừng hớn hở chim ngưỡng nước như lai mắt nhìn mãi không rời đức phật an ủi ủy thác bấy giờ, Thế tông như ta sắc vàng so đảnh hóa thân, địa tạng, đại Bồ Tát trong trăm nghìn muốn ước bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng, ta ở trong đại ác ngục trượt giáo hóa những, những chúng sanh can cường như thế, làm cho lầm chúng nó đều phục có tài về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tính ác. Muốn đổi chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ước thân, lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó, họ có người căn tánh sáng lệ, nghe pháp của ta thật liền chính nhận, và có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả và có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân ra nhiều thân đổ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sẽ khác như thế hoặc hiện ra thân trai hoặc hiện ra thân gái hoặc hiện ra thân trời rồng hoặc hiện ra thân quỷ thần hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối làm đất cho mọi người để rồi đòi họ được giải thoát và hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm dương, hoặc hiện ra vua chuyển thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tế phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di dẫn đến hiện ra những thân thành văn là Hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua ba số kiếp nhọc nhằn đổi thoát những chúng sanh căn cường đầy tội khổ khó khăn hóa như thế ngoài ra những kẻ chưa điều phục được tại phép thêm nghiệp thọ báo nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ hoặc chịu nhiều chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nhị nhớ ta ở cung trời đau lại ăn cần phố chút đây mà cắn đội chúng sanh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc đức phật di đặt ra đời điều đạn giải thoát khỏi hạn các điều khổ gặp phật được đức phật thọ ký Bây giờ, những hóa thần đi tặng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng. Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhà Đức Thế Tôn tiếp độ dịu dắt, làm cho con thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ chiến huệ rộng lớn. Con, hiện, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ước hàng xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ước thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ước người, làm cho quy kính và tam bảo khỏi hãng dòng sinh tử hướng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mãi lông tóc, con đều đổ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong rất như lai, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong nợ sau sanh lòng lo lắng. Cuối mong rất như lai, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong nợ sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Đệ Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật thiên Ngài Đệ Tạng Bồ Tát rằng, hay thai, hay thai, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện, từ kiếp từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề quy y địa tạng bồ tát con tên trần khánh duy pháp danh đức tâm pháp nay con nghe đức phật tuyên thuyết trong kinh địa tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của đại thánh địa tạng con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước đại thánh địa tạng xin được phát lợi nguyện này. Cô nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp, đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật. Cô nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nhân tựa nơi ngài. Cô nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật. Đời đời tiếp kiếp, cô nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài. Hầu làm cho chúng sinh đều được lợi ích lớn đại thánh địa tạng con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đại kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phạm phu ngô si vô trí nghiệp chướng sâu nặng ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cũng hết thải chúng sinh mà gia hộ cho con cũng hết thải muôn loài đều được an lạc mọi việc như ý chiếu huệ mở mang mọi việc mọi nghiệp chướng thải đều tiêu trừ mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề nam mô địa tạng bồ tát ma hà tát nam mô địa tạng bồ tát ma hà tát nam mô địa tạng bồ tát ma hà tát <laughs>